cửa trên đang hoàn toàn có thể đẩy đường tốt dành cho bên phía của Jindong, và họ sẽ cố gắng để có thể tận dụng trong những tình huống xâm lăng rừng của Kanovichan. Ván đấu thứ 3, đây là ván đấu chúng ta gọi là ván đấu bản lề. Tỷ số là 1-1 thì nó càng là ván đấu bản lề đi, bởi vì đội nào thắng trong ván đấu này sẽ là đội vươn lên dẫn trước 2-1 và coi như là chạm một tay vào chiếc vé đầu tiên đến với trận chung kết của chung kết thế giới 2022. Kanavi vẫn luôn là người đi rừng có được những màn trình diễn sáng hơn trong khoảng thời gian ban đầu, và lần này thì Honor quyết định rằng hy sinh luôn áp lực ban đầu để đổi lại một pha power farm lên 6 sớm dành cho Nocturne chăng. Đây, trao đổi chi thức đầu trận, nhìn sơ ra hai lỗ cũng biết, nhưng mà rất nâng đặc thùng, anh ta sẽ không có đàm phán, và với việc mà không có đàm phán thì không có thể tận dụng được những cái tình huống cấu rỉa máu ở thời điểm đầu tốt. Và cái điểm ngọc của Zed hướng tới là một cái đòn phủ đầu chứ không phải là quyền năng bất diệt. Như vậy anh ta sẽ không chú trọng tới nhiều tới giai đoạn đi đường. Và chúng ta cũng thấy rằng Honor cũng đang chú trọng tới việc khả năng kiểm soát khoảng bản đồ, tránh cái trường hợp mà rừng bị xâm lăng thì anh ta ăn từ nửa trên, còn Kanavi thì ăn từ nửa dưới. Anh em có thể thấy là cái sự thay đổi đến từ Kanavi á, là không lên một cái con mắt kiểm soát và một bình máu nữa. Anh ta sẽ ưu tiên thêm một chút ở cái khả năng hồi phục ở trong khu vực đi rừng của mình để sẵn sàng cho những cái tình huống va chạm đối với Honor. Đường dưới thì nãy giờ chúng ta thấy cấp độ 1 là trao đổi luôn. Guma lại nâng đớp, sau đó bước lên bắn kích đòn phủ đầu rất chất lượng với một lượng sát thương gây ra. Còn pha di chuyển vào rồi của 369 sẽ giúp cho bên phía của Jindong, họ xác định luôn. Nếu như đối phương đánh vòng rừng 6-7, Kanavi cũng sẽ đánh vòng rừng 6-7. Rồi, như vậy sẽ có một chút áp lực ở khu vực cánh trên dành cho 369 ở trong cái kèo thi đấu này. Ở ván thi đấu này thì đã có được những tình huống chỉnh du hơn dành cho Guma Yoshi và Kira ở khu vực đường dưới trong những cái tình huống chơi hit. Họ không bị chia sát thương nữa và họ không có ý định để có thể ôn in cho những cái thời điểm đầu nó tương đối là bất cập. Ngược trở lại thì chúng ta cũng đang thấy một cái lối chơi rất hổ báo. Ba con Apelos của anh ta đều có sẵn sàng tấn công. Nếu như một pha giao tranh dài hơi á thì vẫn sẽ có lợi dành cho phía của Jindong Gaming khi mà họ sẽ có cái lượng sát thương chồng vào đến từ cái sẵn sàng tấn công này. Những tình huống cấu rỉa máu của 369 đã được thực hiện. Nhìn lên phía trên thì Zed đã phải sử dụng một cái bình thuốc biến dị của mình. Phía dưới thì mỗi lần hồi lại lướt, hay cho nó chính xác hơn là có đủ hai kỹ năng thì Guma lại lướt lên trao đổi phối hợp chung với lại Kira. Vẫn đang rất căng thẳng nhưng vẫn chưa có được một lợi thế rõ ràng dành cho ai cả. Đường giữa cũng trao đổi chi thức liên tục. Kiểu cao thủ gặp nhau không phải cứ đứng nhìn mà cao thủ gặp nhau lao vào BK liên tục luôn. Jindong và Tiwan. Rồi, thế trận khu vực đường giữa thì trái với dự đoán của chút xíu thì Faker cũng đang cầm nhịp được tốt, và cái lượng năng lượng và cái lượng máu của Yagao thì đang tạm thời là nhỉnh hơn một chút xíu. Farm 4 bãi đến từ Honor, một tình huống sử dụng Q để có thể kiểm tra cái bụi đó coi có ai ở trong bụi hay không. Con mắt của anh ta đầu tiên cũng đã được sử dụng. Còn ngược trở lại, áp lực ở khu vực đường trên, tôi đang thấy Kanavi muốn làm một điều gì đó. Băng trụ, nhưng có găng lăng, có giải CC, có đủ nộ, 369 sẽ là người làm choáng trước hay chăng đây? Gồng, choáng vào tường rồi. Quyết định họ vẫn tiếp tục tấn công. Zed đang cố gắng câu giờ trụ bắn 369 hai phát. Hai nhịp. Và pha băng trụ. Anh ta biết hình như là đoán à. Anh ta là đoán ý của Zed là anh ta quanh được lần nữa, lần này làm choáng thành công và chiến công đầu. Trụ bắn không đủ sát thương, Kanavi tốc biến cho chắc cú. Họ băng trụ hai nhịp. Bởi vì họ biết cái nhịp đầu hiệu khống chế sẽ bị giải đến từ cái bổ sung vitamin. Nên thay vào đó họ băng trụ hai nhịp. Trước à. Và họ dừng lại khoảng chừng 2 giây để reset cái đòn bắn thứ ba của trụ trở thành cái đòn bắn đầu tiên. Rồi khu vực đường dưới vẫn đang là cái bối cảnh khá là tốt dành cho bên phía của Chung Quanh khi mà họ liên tiếp đẩy đường. Và nãy giờ các bạn có thể thấy cái khả năng chơi chủ động đến từ Guma Yoshi là anh ta muốn tận dụng thêm cái khả năng lượng tiền được gia tăng thêm đến từ cái đòn phủ đầu. Ngược trở lại, một tình huống băng trụ gần như là không có vết sức ở khu vực đường trên dành cho bên phía của Jindong Gaming khi mà Kanavi và 369 đã quá quen thuộc ở trong những tình huống thiết lập như vậy. Cái pha làm choáng đầu tiên của Kanavi tôi nghĩ chắc là không phải là hụt, mà là anh ta cũng đoán ý là có thể là rớt giải CC xong rồi anh ta sẽ tốc biến ngược về. Và sau đó thì anh ta vẫn có thể làm lại một lần nữa. Lần này thì Honor đang có mặt ở khu vực đường trên để hỗ trợ cho đồng đội của mình. 369 vừa mất đi cắt và sắt nhưng Kanavi đang đứng rình sẵn ở trong bụi và đã gồng choáng sẵn. Rớt là người bị làm choáng. 369 quay ngược trở lại nhưng có Honor ở đây. Rớt đang đi chung với đồng đội của mình. Người đang bị hoảng sợ và bị tấn công là Kanavi nhưng mà ta quay ngược trở lại tấn công không biến dứt điểm rớt. Là một đội một, sau đó Honor quay lại đóng tay đuôi 369. Honor rất tự tin nhưng sát thương của cả sáu là nhiều hơn cả hai mạng của Jindong. 2v2 đã có thêm những cái thành công dành cho bên phía của Jindong khu vực đường trên. Con cá sấu bây giờ rất là khỏe. 2 điểm hạ gục dành cho anh ta. Cái pha tấn công vừa rồi của phía Team One là muốn khai thác vào phép bổ trợ tốc biến chưa kịp hồi lại của Kanavi. Và kèo thi đấu này thì 369 đang có dấu hiệu để có thể đóng băng cái đợt lĩnh đó. Zed sẽ có một kèo thi đấu quá khó khăn. Rồi hãy cùng xem lại một pha thi đấu này. Một pha thi đấu mà hai cái tình huống chủ động tốc biến dồn sát thương nó không có đủ áp lực.
Thậm chí nếu như mà Kanabi may mắn hơn mà anh ta cướp được cái xác đó nha, là anh ta có thể có khả năng sống ở trong tình huống vừa rồi. Và cái thấy lính này là cái thấy lính rất khó chịu. Thấy lính này thấy lính chết đó. Đây, Z vẫn đang cố gắng phá lính nhưng không được. 369 đang dùng thân mình để cản và giữ thấy lính ở một chỗ vô cùng nguy hiểm. Kanavi lại di chuyển lên trên một lần nữa. Bắt buộc sẽ phải có những hỗ trợ đến từ Honor nếu như không muốn Z lại bị nằm xuống. Thân cá sấu được bật. Fasolo Q đang chờ đợi 369 nhưng Honor có mặt ở đây để có thể hỗ trợ đồng đội của mình. 369 đuôi về. Kanavi tới. Làm chán Honor. Honor giải cho thành công và ta quay ngược lại đánh nhưng vẫn chưa dứt điểm được 369. Sết nào. Cuối cùng cũng phải nằm xuống nhưng cái giá phải trả là rất nhiều. Kanavi cướp xác, trong khi đó ở đường dưới, Hop là người có được mạng hạ gục, Kerea tóc biển, Faker là người tới và Hop không còn phép hỗ trợ, Faker tóc biển đến điểm Hop rất nhanh, Mixing bị dính luyện ngục, Kerea còn một chấm máu, và Kerea vẫn đang chạy, Mixing tự tăng tốc bản thân mình, anh ta dí tới, thương ánh sáng, Mixing bị hạ gục, nhưng cái giá phải trả là Faker có hai mạng, trong khi đó ở đường trên lính rất nhiều, Kanavi bắn trúng, đó là pha solo kill dành cho Z. Đó là tình huống băng trụ rất là tai hại dành cho Kanavi trong cái bối cảnh là con găng lăng của Z chứ mới chỉ có được 17 chỉ số lính mà thôi. Anh ta đã nằm xuống hai lần nhưng bỗng nhiên có được cái điểm hạ gục đến từ một tình huống kích hoạt cái đàm phán tấn công vào người của Kanavi. Kanavi đã quá tự tin ở trong cái pha băng trụ vừa rồi. Tôi hiểu ý định của Kanavi bởi vì nếu như pha đó anh ta thắng, anh ta muốn đổi mạng sẽ chia tay với ván đấu này luôn, một đợt lính cực kỳ lớn đẩy vào trụ. Đồng ý. Nếu như Kanavi có được điểm hạ gục thì không còn đường trở về nữa, nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi. Đường trở về của Z đã có với điểm hạ gục vừa rồi và anh ta vẫn hứng được đợt lính có mưa đại bác từ nhà thả ra để lấy thêm tiền. Và anh ta vẫn có được một lượng trang bị. Lượng trang bị này không hề thua kém so với lại 369 bởi vì cũng đã có thủy kiếm và hồng ngọc rồi. Đây, đây là thời điểm mà 369 tận dụng được cái cấp độ 6. Vũ điệu cá sấu của anh ta đang được kích hoạt và phải có sự trợ giúp đến từ Honor thì Z mới không bị tiêu diệt ở trong tình huống này. Điểm hạ gục sách đao con cá sấu của 369 thì nó thuộc về dành cho Honor. Đồng thời điểm đó thì chúng ta có một tình huống đua kêu của đường dưới và đội hình đến từ bên phía của Jindong có cái điểm lợi trong tình huống giao tranh 2v2. Nhưng Faker di chuyển xuống cánh dưới và có được cho mình ở cú đá một kêu. Tiếp tục là tình huống giao tranh. Honor đã có chiêu cuối rồi nhưng không bung ra trong pha vừa rồi. Quyết định từ bên phía Tiêu Anh là vẫn cẩn trọng. Faker vừa rồi cũng không có khoảng trống di chuyển nên họ không giao tranh ở trong pha đó khi mà Gumesi mới chỉ cấp 5 mà thôi. Bản thi đấu đang rất là sôi động. Mới 7 phút mà chúng ta đã có được 11 điểm hạ gục. Một ván thi đấu mà họ sẵn sàng để có thể va vào nhau để có thể lấy lợi thế nha. Chứ không còn thiên về những cái ván đấu toan tính nữa rồi. Dành cho phía của Jindong cũng như bên phía của Tiêu Anh. Con cá sấu của 369 vẫn rất áp lực, vẫn có khoảng cách về chỉ số lính khá là lớn ở khu vực đường trên. Kerea đi thẳng vào bụi cỏ chặt ba, Van Ngang đã được người bị chọn đó là Hop, không còn phép hỗ trợ và ta nằm xuống với điểm hạ gục dành cho N. Sau đó thì cả Mixing cũng có khả năng phải nằm nhưng ta chạy được vào trụ. Nhưng chạy được không có nghĩa là họ có thể bảo vệ được con rồng này. Mục tiêu đầu tiên sẽ có dành cho bên phía của T1. Áp lực ở cánh dưới là có, Gumayusi vừa rồi đạt được cấp độ 6. Và như Luna chia sẻ thì không có phép hỗ trợ của Hop. Ngay lập tức đó tình huống khai thác rất triệt để của VT1 và thêm những cái lớp giáp trụ dành cho Gumayusi và Kerea. Tại thời điểm đó thì Kanavi đang bận giải quyết cái bãi chim của anh ta và anh ta không thể nào can thiệp được ở cánh dưới. Đây sẽ là một tình huống cố gắng để có thể đổi mục tiêu. Có thể thấy như bên phía của Jindong sẽ cố gắng để có thể tạo ra một cái đường thắng dành cho 369 ở khu vực đường trên. Lần về nhà mua cái lưỡi hái rất trễ của 369. Nó hơi lạ một tí tại vì tôi không biết là giai đoạn đi đường có còn dài không nữa. Faker thấy mình đi ngang qua mắt kiểm soát cho nên không tiến hành tiếp cái pha di chuyển xuống dưới bởi vì Yagao cũng đã di chuyển rồi. Bởi vì nếu như thả sứ giả ăn được trụ sớm thì cái thời gian đi đường có thể gọi là kết thúc. Và cái lưỡi hái này không biết là bên phía 369 sẽ có thể sử dụng hiệu quả hay không. Dù gì thì Kanavi vẫn đang làm tốt cái nhiệm vụ của mình là hỗ trợ cho 369 và đẩy lui Z ra khỏi trụ. Đường trên của Tiêu Anh chắc chắn sẽ phải đánh cảnh yếu ở trong khoảng thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì nãy giờ chúng ta vẫn chưa thấy cái tác động đến từ Yagao nha. Con Azir của chúng ta đẩy đường thì cũng không thắng so với Rai của Faker và gần như là đang bị chôn chân ở khu vực đường giữa. Với một tình huống di chuyển xuống ở khu vực đường dưới thì Faker cũng đã có được thêm cái điểm hạ gục, hai điểm hạ gục ở trong cái tình huống thi đấu đó. Rồi, ngược trở lại thì bên phía của Jindong có lẽ như họ phải viện vào khu vực đường trên với con cá sấu của 369 mà thôi. Nhưng mà bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta có thể thấy cái áp lực đến từ cái đội hình mà bán cầu của những hoang tưởng của những cái vòng xoáy không gian của Faker đang sẵn sàng để có thể tạo ra áp lực ở hai bên cánh. Và đó là điều mà vừa rồi Honor muốn làm khi mà anh ta đứng sau lưng của Z ở khu vực cánh trên. Nhưng một cái hoa soi sáng đánh tốt từ bên phía Jindong đã giúp cho họ phát hiện ra con Nocturne này. Bây giờ thì một lượng tài nguyên rất lớn của T1 đang nằm trong tay của Honor khi mà anh ta đã mua được cái chùy phản kích rất là sớm và sẽ di chuyển lên cánh trên. Như vậy là không phải là đánh xuống cánh mạnh cho Guma mà họ muốn giải thoát Z ra khỏi cái áp lực của 369.
với việc là Honor đang hướng lên cánh trên. Lần này thì Faker đã có đồng hồ khá là sớm nha, để coi pha đồng hồ của anh ta sẽ được vận hành ở trong cái thời điểm nào của ván thi đấu. Có ý định tấn công ra khu vực giữa đến từ bộ đôi Kanavi và Yagao, nhưng phía bên kia thì Kera cũng đang chuẩn bị có mặt, và quan trọng hơn nữa là Honor sẵn sàng ở phía sau. Cái áp lực đến từ con bài nó tên bắt đầu đang được thể hiện. Đợt lính ở khu vực trên thì 369 đang nỗ lực để có thể tích. Hiện tại thì anh ta vẫn đang là cái đường thẳng dành cho bên phía của Jindong, với một cái lợi thế chênh lệch về mặt chỉ số lính được tạo ra. Như vậy vẫn là đánh đường dưới là đường mạnh của Infinity One. Vòng xoáy không gian được sử dụng, hớp mất khoảng chừng 30% máu. Và khi nhận thấy đối phương đã dịch chuyển ở phòng ngự thì bên phía của T1 giật ngược ra khỏi vòng xoáy đó. Và Macro nhẹ trao đổi cái tài nguyên trong pha rồi thì chắc chắn T1 lời, họ lấy được dịch chuyển. Và cái chiêu của Faker thì chắc chắn là hồi nhanh hơn. Mặc dù con Gangplank của Zed đang bị thua về mặt chỉ số lính nha, nhưng chúng ta đừng quên rằng cái nội tại đến từ Gangplank và cái đòn phủ đầu nữa cũng sẽ giúp cho anh ta có thêm cái lượng kinh tế. Và sau một tình huống trao đổi khu vực dưới thì lấy được cái phép trợ dịch chuyển của Yagao, coi như là lời hơn một chút dành cho bên phía của T1 ở trong ván thi đấu, ở trong pha thi đấu đó. Còn đây đang là tình huống tốc biến lên vẫn giữ chân được thần cá sấu, được bật mưa đầy bát được thả. 369 vẫn còn đủ máu đi bộ vào, Honor sẽ không thể nào băng trụ được nữa. Kanavi cũng di chuyển lên nhìn thấy đồng đội của mình đã sống, mà ta cũng không lao lên. Như vậy là hai chiêu cuối cộng với tốc biến được trao đổi, Zed đi thẳng vào trụ và Kanavi phải có mặt bảo kê cho 369. Kanavi đang di chuyển thẳng tới, Honor vẫn đang đứng đợi tại đây. Hai bên đang gườm nhau cổ ở đường giữa thì Faker đẩy thẳng được đẩy lui Yagao vào trụ 2 và cố gắng lấy lớp giáp trụ. Đường trên có giao tranh, Kanavi lui về trụ, phá băng trụ đến từ quanh rất mạo hiểm, không ngại để có thể va chạm, bởi vì bên phía Tuyên Quang đang tận dụng những cái đòn phủ độc. Và pha thi đấu vừa rồi thì bên phía của Honor cũng đang sẵn sàng để có thể hỗ trợ phía sau nữa. Một lối chơi phần nào đó có thể gọi là chủ động trong ít phút vừa qua của phía Tuyên Quang nha. Thậm chí là Faker đứng ở phía sau trụ một ở khu vực đường giữa và bản ui của Manusi. Khi mà đối đầu cùng với Mixing, anh ta đang cố gắng để có thể gây sức ép để cho cái đợt lính đó tràn vào trong trụ và sẽ có thêm khoảng thời gian trống về nhà và hướng tới những cái món trang bị của mình. Cái thời điểm khó khăn nhất của Z tôi nghĩ đã qua rồi. Đó là ngưỡng trang bị lớn đầu tiên, thậm chí là với việc của đối phương lên cái lưỡi hái thì anh ta còn là người xong trang bị lớn trước, nên tam hợp đang cầm trên tay thì có thể nói là phần nào đó các thống trị qua 69 có thể sẽ bị lật đổ trong khoảng thời gian sắp tới. Kanavi còn không còn nhiều lựa chọn nữa, ta bắt buộc phải thả sứ giả cánh trên, nó sẽ đem về cái trụ đầu tiên dành cho bên phía 369 và chính thức kết thúc giai đoạn đi đường. Honor chưa hồi lại chiêu cuối, 369 đang đi thẳng vào, người ta giật ngược lại đúng khoảnh khắc cuối cùng để thoát khỏi nguy hiểm. Vừa rồi thì trong cái bảng của Z thì anh ta có một cái thị trường tương lai nữa để mà có thể hướng tới những cái món trang bị khi mà anh ta thiếu tiền. Vừa giàu mà lại vừa bút bắt họ như thế này thì những cái món trang bị lớn của anh ta cũng đang cố gắng được có thể bám sát cùng với 369. Rồi, như vậy hãy cùng so sánh về những cái lượng công trình của cả hai đội tuyển. 5 lớp giáp trụ dành cho T1 cũng là 5 lớp giáp trụ cộng kèm với một cái trụ đầu tiên đến từ con sứ giả được hiệu triệu khu vực đường trên dành cho bên phía của Genome Gaming. Coi như là 1-9-1-10 dành cho cả hai đội tuyển. Lượng kinh tế của cả hai thật ra không chênh nhau nhiều nha. Và bây giờ tới lúc chúng ta sẽ hướng về pha giao tranh lớn. Đây là lúc mà đội hình của Jindong có ưu thế. Khi bạn đánh Nocturne, bạn đánh Rai, bạn đánh Gangplank thì sức mạnh của bạn nằm ở những pha giao tranh nhỏ lẻ, tận dụng những chiêu cuối toàn bản đồ của mình. Nhưng nếu tập trung lại thì câu chuyện có thể sẽ khác. Thần cá sấu được đặt ở đường trên và pha solo đến từ 369 nhắm thẳng vào Z. Cắt và sắt đã được sử dụng và anh ta lui về, bị trúng một cái thùng rất chất lượng. Z vẫn đang cố gắng thả diều liên tục quanh những cái thùng của mình. 369 đang phải chạy, Z tốc biến lên, anh ta bị làm choáng và đó là pha solo kill dành cho 369. Thắng lợi rất quan trọng ở khu vực cánh trên dành cho đại diện ABL. Còn cánh dưới, Guma tràn lên, ta bị biến tốc, thủy ngục được thả ra, nó trúng vào Kanavi nhưng khổng lồ hóa cũng giúp Kanavi lui về được. Chưa có ai nằm xuống ở khu vực đường dưới cả, nhưng Jindong có vẻ là đội bị đẩy lui và với lượng máu này hơi bị khó để cho Jindong có thể cạnh tranh rồng, nhưng họ vẫn đang muốn di chuyển ra, họ chưa thực sự bỏ cuộc. Kanavi vẫn đang đứng ở đây, anh ta vẫn còn chiêu cuối, vẫn còn tốc biến, cho nên bên phía T1 quyết định chưa ăn rồng vội mà họ đang tìm kiếm Kanavi. Đèn đã được tắt, Kanavi bị giữ chân lại, tốc biến qua tường. Bên phía Faker di chuyển tới, Faker tốc biến và đó là điểm hạ gục dành cho Faker. Sau đó thì Mixing cũng bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy, vừa có mạng T1 có thể có luôn cả con rồng. Và vừa rồi là một vài những cái lợi thế nhất định dành cho phía của Jindong Gaming ở cánh trên bản đồ, nhưng ngay lập tức thì bên phía của T1 cũng gây áp lực ở cánh dưới. Con rồng nguyên tố thứ hai cũng sẽ nằm trong tầm tay kiểm soát đến từ bên phía của Honor. Và nãy giờ thì Yagao chỉ đang bám farm ở khu vực đường giữa mà thôi, chứ anh ta chưa thực sự có quá nhiều những cái tác động ở trong ván thi đấu này. Đồng ý chúng ta nói đến Azir là nói đến cái sức mạnh ở dạng về sau, nhưng có thể thấy những cái sự di chuyển đến từ Faker đang mang lại cái độ hiệu quả cao hơn. Thật sự không một tác dụng là từ chính xác nhất để nói về Yagao và thời điểm hiện tại. Và cái kinh khủng ở đây của Faker là anh ta có nhiều mạng hơn và anh ta vẫn đang hơn lính với một người không hề rời khỏi khu vực đường giữa. Một giai đoạn đi đường rất thành công của Faker, trong khi đó ở cánh trên Zed đã rất nỗ lực trong pha solo kill này.
Nhưng 369 cũng chứng minh kỹ năng của mình cũng khủng khiếp không kém. Rớt tốc biến lên ở một thời điểm mà đối phương đã hồi lại một cái lượng nổ rất lớn. Và đó là một cú làm choáng dạng nổ nữa. Còn sứ giả bên phía tuyên quanh cũng đang sẵn sàng để có thể giao tranh. Jin Dong tương tự là như vậy. Bây giờ thì sứ giả sẽ thuộc bên phía của Jin Dong. Kira bung chiêu cuối nhưng Canavi vẫn đi bộ nhẹ nhàng vào lấy mắt sứ giả được. Và tuyên quanh đang muốn đẩy ra khu vực đường giữa chặn đường về của đối phương để đẩy vào trụ. Nhưng Yagao đang rất tự tin, anh thậm chí là dùng các lưu động lên đe dọa vào Kira. Không đẩy lĩnh được, tuyên quanh bắt buộc phải rút lui. Pháp vừa rồi có... Ôi, tiếp tục xe thanh trừng, sát thương tương đối là nhiều nha. 369 mất đi cho mình đó 50% máu missing tương tự là như vậy. Pha vừa rồi của Yagao có phải là các lưu động kết hợp với các càng quét để có thể tạo ra một tình huống vòng sau hay không? Nhưng mà anh ta không lướt đến những cái con lính đến từ các càng quét và cũng như là mất đi cái thế để có thể tạo đột biến với một tình huống Surima Shuffle. Nhưng vì vậy mà cả hai bên đều chưa mất đi ai cả. Umayushi vẫn lướt về được. Yagao cũng không thể nào đầu tư tốc biến và pha đó có thể sẽ là khá rướng. Bản thi đấu vẫn đang hết sức căng thẳng nha. Trên lệch về tiền có nghiêng một chút dành cho phía của Thiên Quanh, nhưng cái áp lực đến từ những con rồng là những cái lợi điểm mà bên phía Thiên Quanh đang tạm thời nhỉnh hơn. Ngược trở lại thì bên phía của Jin Dong đang vịn vào một cái đường cơ sở của 369 khu vực đường trên. Sau một vài cái lợi thế về mặt chỉ số lính cũng như là tình huống solo kill thì cái sự tự tin đến từ 369 sẽ được gia tăng thêm. Áp lực của Thiên Quanh bây giờ được chuyển dịch ra khu vực đường giữa. Vừa rồi thì Z có ý định nối combo 3 thùng để vừa đẩy lính vừa làm mềm đội hình của Jin Dong nhưng không thành công. Và cái kèo đường trên hiện tại thì tôi không biết rằng hiện tại bắt đầu thua ngược trang bị trở lại rồi thì Z sẽ xử lý nó như thế nào. Sau lưng anh ta đang có Honor, nhưng 369 đủ tỉnh táo để đẩy đặt lính vào trụ rồi lui về. Một trận BO5 cũng đang rất hấp dẫn, không chỉ là về mặt tập thể, về mặt cá nhân từng con người một đối đầu với nhau. Ván này cũng chưa thực sự là quá xanh dành cho Canavi nha. Khác với những cái ván thi đấu đầu tiên thì con Virgo của anh ta xanh vượt trội, còn ván này thì anh ta cũng chưa có được một cái sức tiến. Ôi, anh Trăng dẫn lối kết hợp với những tình huống giữ chân. Và tạm thời thì cũng Majushi mất đi cho mình đó 50% máu. Còn sứ giả đang được tận dụng ngay lập tức ra khu vực đường giữa. Và cái khả năng di chuyển đội hình của phía Shindou cũng đang cố gắng để tập trung đủ người. Đèn đã được tắt, Honor lao thẳng vào giữa đường đối phương làm chậm rất nhiều người, nhưng đội của ta không theo kịp. Yagao lao vào bên kia một bộ hai người và trong đó có Keria. Guma vẫn đang cố gắng bắn, còn phía sau 369 solo kill là không đang tăng làm được điều đó, lại là pha solo kill. Akadavi cũng có được điểm hai người, nhưng 369 phải trả giá một mạng dành cho T1 và hai mạng dành cho Jin Dong, nhưng lượng máu còn lại của họ và rất nhiều thành viên của T1 cũng vậy đang rất thấp. Tuy nhiên họ vẫn đẩy tiếp lượng máu này, hớp vẫn có đủ máu để có thể tiếp tục đẩy. Faker là người ở lại để phòng ngự. Rồi, đội hình đến từ bên phía Shindong có tình huống trao đổi có lợi. Họ mất đi một người nhưng họ có được cho mình đó 2 điểm hạ gục. Yagao vẫn đang còn dịch chuyển nhưng quyết định đến từ bên phía Shindong là chấp nhận buông bỏ. Họ không tận dụng cái lợi thế về mặt nhân sự bởi vì Faker phía bên kia, một con Rai của anh ta vẫn đang quá xanh. Lượng máu của Faker vẫn đang đủ đầy và cái khả năng dọn lính đến từ con Rai của Faker vẫn sẽ được đảm bảo. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái lối chơi này của 369 nha. Mặc dù 369 đã đứng trên cái lượng tầm nhìn rồi, nhưng rất chủ động gạ kèo 1-1 ở trong tình huống này. Và anh ta không phải là người thắng. Một tình huống cái tác động đầu tiên dành cho Yagao đã có với một pha đẩy 2 rất tuyệt vời. Và sau đó anh ta sử dụng cái đồng hồ đã tạo nên được một cái tiền đề giao tranh tốt hơn dành cho phía của Jin Dong. Pha vừa rồi thì trao đổi Jin Dong lời, nhưng cái mục tiêu lớn nhất mà họ muốn có trong pha vừa rồi đó là cái trụ thì vẫn chưa có được. Tài nguyên thì đẩy. Như vậy đây là một cái ván đấu mà cánh trên của Jin Dong đang nhận được rất nhiều tài nguyên từ những điểm hạ gục cũng như từ dàn đi đường, với 4 mạng dành cho 369 và 3 mạng dành cho Canavi. Nhưng tiếp tục trong là đó thì T1 hai người, Honor với lại Faker. Đồng ý, tiếp tục là chúng ta vẫn đang thấy một con Rai khá là xanh của Faker. Ván thi đấu trước thì anh ta cân bằng lại về cái sức mạnh phép thuật. Ván thi đấu này thì anh ta đang có KD rất là tốt, 4-0-0 ở thời điểm hiện tại, và chắc chắn những tình huống combo của anh ta vẫn sẽ có cái lượng sát thương rất là lớn nha. Chênh lệch về tiền vẫn phải nói đó là cái lượng chênh lệch không lớn cho lắm. Nhưng mà trái ngược với một cái độ kịch tính ở trong cái kèo thi đấu BO5 này thì những con rồng toàn là rồng gió mà thôi. Ba con rồng gió liên tiếp rồi. Ngẫu nhiên, thưa quý vị các bạn, tỷ lệ rồng ngẫu nhiên của Liên minh Huyền thoại ở tại trận chung kết ngày hôm nay đang là 100% rồng gió. Và bây giờ thì bên phía của Jin Dong đang giữ vị trí trong đó. Guma lại lướt thẳng lên rất tự tin, đã biết là không có nhiều công cụ lắm để bắt mình. Đại hùng thủy trả ngược lại, anh chính là người bị giữ chân lại, bắn đã cố gắng quẩy một những ca sấu nhưng không nổi. Guma là người con mạng, Honor bây giờ mới lao vào một cú hốt hai mạng cho T1. Còn đang lên tìm kiếm một tư thế phải cần quyền một tầng giữ chân Missing, và Missing không đủ khả năng chống chịu. Baron không ai cản phá được anh ta cả với năm mạng tính đến thời điểm này. Đây sẽ này đủ để cho T1 ăn Baron. Đồng ý, 3 điểm hạ gục vừa rồi
Faker đang cố gắng để có thể lách, anh ta sẽ sẵn sàng đối đầu với một tình huống một vé sai. Nhưng phía bên kia sát thương rất nhiều nha, Yagao cũng đang dùng việc can thiệp. Faker lên, ôi Yagao đẩy cú ra sớm quá vậy. Faker vẫn đang hạ nhiều liên tục, nhưng cuối cùng ta phải nằm xuống 1.000 cộng cho Kanavi. Nhưng vẫn sẽ là Baron dành cho T1. Vẫn là một cái tình huống mà đội hình của phía team quanh đã có được cho mình, đó là bù lại Baron. Nhưng cái pha thi đấu vừa rồi của Faker đã bị hạ gục và anh ta không có được búp Baron, và chưa kể đó là 1.000 tiền được gia tăng thêm dành cho Karavi. Tận dụng một khoảng thời gian trống thì bên phía của Jindong ăn luôn con rồng nguyên tố này để tránh bị áp lực đến từ linh hồn rồng. Trước đó thì 369 đã có một tình huống bị chớ, anh ta có ý định cắt lên để có thể có một tình huống làm choáng, nhưng đối phương đã lướt về rồi, cụ thể là Majusi đã lướt về rồi. Và đó là những cái hiệu ứng không chế được tung ra rất là chuẩn xác đến từ Kyria nữa, và nó khiến cho cái tác động đến từ 369 ở trong tình huống giao tranh vừa rồi là không có. Kanavi đang lòm và anh ta muốn bắt vào Guma, nhưng mà có quá nhiều độ cơ động. Đấy là một con Lucian và nó vẫn có thể thoát được trong tình huống vừa rồi, mà tình huống lòm nhìn rất là nguy hiểm đến từ Kanavi. Hãy đừng quên rằng cái lượng sát thương của ta gây ra trong một khoảnh khắc, đây là cái con Viego búa rìu sát thần và chuẩn bị có gươm suy vong nữa. Rồi hãy cùng lại xem lại pha giao tranh này. Một pha giao tranh mà 369 đã rất nỗ lực để có thể bắt vào Guma Yushi, nhưng không, anh ta lướt lên, thậm chí là không kích hoạt được vũ sắc của anh ta để có thể lướt về nữa cơ. Hàng tấn cái lượng sát thương từ hàng tuyến sâu của anh phía team quanh, thậm chí là cái mưa đại bác. Faker sử dụng cái chiêu cuối để có thể dịch chuyển bọc đầu, đại thế đã trôi qua. Bên phía của Jindong Gaming đã bị bất lợi ở trong cái trưởng giao tranh này. Cái điểm được đến từ bên phía của Jindong là họ có được điểm hạ gục sách đao 1.000 tiền dành cho Faker, nhưng sau đó họ phải đang chịu một cái áp lực đến từ bộ lợi Baron đang được sở hữu đến từ 4 thành viên của phía team quanh ở tại thời điểm này. Guma lại lướt lên bắn hớp nửa cây máu, nhưng bản thân ta cũng gặp nguy hiểm. Đó là một tình huống địa ngục cực kỳ đẹp và Karabi bắt buộc phải tắt biển bỏ chạy. Anh ta dùng luôn chiêu cuối để chạy mưa để bắt một cái Honda lao thẳng vào. Đẩy được hai người. Yagao đẩy tới. Guma Yushi đã bị hạ gục bởi Yagao, nhưng Yagao cũng phải trả giá. Chắc chắn là Jindong lộ hơn. Còn ở đường trên, 369 chiêu cuối lên. Solo kill rồi dành cho 369. Đường giữa và pha solo kill dành cho 369. Faker gục ngã ở đường trên. Trao đổi vẫn là như nhau và 369 quyết định dịch chuyển ngược trở lại khu vực đường giữa. Anh ta sẽ chặn đường về của Zed và Kyria. Zed cố gắng tràn lên tấn công vào Kanavi. Kyria biết mình không còn sống sót được nữa, anh ta cố gắng câu giờ, không thể nào cứu được. Kyria sẽ phải nằm xuống và mạng đang được bốn nhường cho 369. Có hạt không nổ, đánh ngược trở lại đã bị làm choáng. Trao đổi là ngang nhau à. Sự xuất sắc đến từ Yagao đã được thể hiện. Hai pha Shurima Shuffle của anh ta đã tạo ra được nhiều tiền đề trong những cái tình huống giao tranh. Một pha đẩy hai ở khu vực đường giữa trước đó, và tiếp tục là một tình huống đẩy được Guma Yushi. Pha này thì Guma Yushi đã sử dụng cho mình đó tốc biến từ trước rồi, và đó là cái tiền đề quá lớn dành cho bên phía của Jindong Gaming để có thể lật lại pha giao tranh này. Và chưa kể đó là 369 nữa, anh ta đã có được một tình huống tiếp tục là solo kill và tấn công vào Faker ở khu vực đường trên. Đây thực sự là một ngày thi đấu mà 369 đúng như cái tên của mình. Bắn 2 nó hơi xuống một tí, nhưng tới bắn 3 trở lại thì có vẻ như là đang roll chính rất là nhiều và gồng gánh rất nhiều niềm hy vọng của bên phía Jindong. Khởi đầu giao tranh cực kỳ thuận lợi dành cho T1, nhưng mà Faker không thể tiến về pha giao tranh được khi bị giữ chân lại bởi con cá sấu 369. Vòng xoáy không gian cũng không thể nào được kích hoạt bởi vì dính làm choáng, dịch chuyển không thể kích hoạt. Và BK tầm gần như thế này thì con cá sấu, con rai mới này không thể nào lên được chống chịu nổi trên BK không lại. Bên cạnh đó thì những cái pha giao tranh của phía Jindong đang thể hiện được cái sự chuẩn xác rất là cao nha. Ngoài một tình huống solo kill của đường trên thì như đã nói, Yagao anh ta không có nhiều tác dụng ở thời điểm đầu của ván thi đấu, khi mà anh ta gần như là bị chôn chân ở khu vực đường giữa, nhưng anh ta lại tỏ ra cái độ nguy hiểm nhất định ở trong những cái tình huống giao tranh. Và như đã nói, những tình huống đẩy, đặc biệt là đẩy được Guma Yushi nữa, thì nó rất là triệt để. Và rõ ràng đó là những tình huống then chốt của phía Jindong ở trong cái pha giao tranh vừa rồi. Đua phá nhà nhìn giống lắm, nhưng mà T1 đang đi trước rất là xa nha. Họ đã lấy được của hai đường dưới rồi. Nếu như đua phá nhà bây giờ Jindong sẽ lỗ, họ không lời được rồi, họ chậm rồi. Thậm chí là mưa đại bác đến từ sớm đã được sử dụng lên khu vực đường trên để có thể giải quyết cái đợt đứng đó. Tiếp tục là bên phía của T1 lại có được những cái lợi thế sau những tình huống quyết định macro của họ. Một cửa ở khu vực đường dưới rất dễ dàng. Cái quyết định đẩy của Jindong nó rất là sai, bởi vì đối phương đã đi trước họ, nó sai về mặt thời điểm luôn. Đối phương đã đi trước họ rất là xa rồi. Sóng thần đẩy ra thủy ngục không trúng, vẫn là một pha rất là lời dành cho bên phía của T1. Đội hình của họ đang lui về, vẫn có trụ dành cho Jindong, nhưng đổi như thế này thì đổi suốt ngày. Kanavi đi vào bụi và rồi Kanavi. Hai pha phải chết. Pha đầu thì anh ta lắp được cái sóng thần,
Nhưng pha này thì anh ta không còn lách được nữa rồi. Liệu rằng có phải đủ solo kill hay không đây? Cách và sắt. Ủa đều cả xấu. Có điều đó từ vấn đề. Có điều đó. Đủ solo kill. Gồm Baker. Nhưng cái giá phải trả. Hope đang tới. Baker đang bấm lê về ngay trụ. Hope đang đi kiếm. Baker đang chạy. Anh ta có dịch chuyển nhưng... Bồng sáng không gian kìa. Baker sống rồi. Baker sống rồi. Wow, lần này thì Faker đã trả được cái pha solo kill từ trước. Và cái pha di chuyển này của Hope và Missing bỗng nhiên là bị hở sườn. Họ không bắt được Faker và họ bị hở sườn ở khu vực đường giữa. Trụ 2 khu vực đường giữa đã nằm thuộc về cho T1. Và cả con rồng, tại vì giờ đây không có bất kỳ cơ sở nào để cho Jindong có thể ngăn chặn được con rồng này cả. Lợi thế dành cho T1 bắt đầu rõ ràng khi mà họ lấy được một nhà lính của đối phương. Và khi mà tới giai đoạn sau, sức mạnh của cá sấu luôn luôn có một hạn sử dụng nhất định. Nó sẽ không phải là con tướng quá mạnh về giai đoạn sau. Giai đoạn sau sẽ cần những cái tên khác lên tiếng, sẽ cần Hope lên tiếng. Nhưng tiếp tục là một ván đấu mà Hope không tìm thấy được vị trí của mình ở trong cái ván đấu này. Và Canavi đang phải cố gắng gồng gánh rất nhiều sát thương, nhưng nãy giờ anh ta không làm được điều đó. Liên tục sẽ phải dùng những tình huống rờ về không à? Đồng ý, và anh ta đã nằm xuống 4 lần rồi, đang bị thua hoàn toàn về mặt trang bị so với Kuma Yoshi. Và những cái tình huống di chuyển đến từ bên phía của Jindong nữa, nó không thật sự là quá tốt. Một cửa khu vực đường dưới mất quá dễ dàng. Và đó là tình huống đánh đổi mà họ chỉ lấy được trụ 2 khu vực đường trên mà thôi. Thậm chí pha thi đấu này, để coi, Faker không có tốc biến. Faker là người bị giữ chân lại. Faker bị làm choáng. Mưa đại bác cố gắng thả đã làm chậm. Faker bấm đồng hồ đồng đội của ta lên tới. Honor lao thẳng vào tấn công hết. Hết bấm đang xong. Hết tốc biến được qua tường. Faker thì đã nằm. Sau đó Honor có được một pha hạ gục chung với đồng đội của mình. Buma đã tới bắn thẳng vào đường của Jindong. Đội hình Jindong không về được. Họ đã bị kẹt. Nhưng Yaga có mặt ở đây tấn công của Honor. Còn chia thiên hạ dứt điểm cho Honor. Buma bị tấn công qua 69. Buộc chia vào xạ thủ của T1, nhưng Keria thì không còn đường lui nữa và ta sẽ phải là người nằm xuống. Yaga và 369 đang tổ chức pha đi câu cá của mình. Keria dùng luôn cả tốc biển để câu giờ. Anh ta thấy rằng đợt lính đường dưới đang là lớn. Nếu như Keria câu được càng nhiều thời gian, đợt lính này có thể tiến vào được cả cái trụ bảo vệ nhà chính của bên phía Jindong. Và anh ta đang cố gắng làm điều đó. Buma Yoshi đang di chuyển dần về phía hỗ trợ của mình. Yaga đã bắt được Keria. 369 đứng đợi sẵn, thủy ngục tung ra không hiệu quả. Keria nằm xuống. Và Yoshi muốn một cân đôi. Đang suy nghĩ về việc lao vào. Anh ta giữ chân Yaga lại. Mục đích chỉ là giữ chân lại mà thôi, bởi vì lực lính siêu cấp đường dưới là mục tiêu mà T1 đang muốn đẩy vào. Anh ta đồng ý, đó là một tình huống cố gắng để có thể bào đi cái lượng máu đến từ cái trụ nhà chính. Như vậy cái sức mạnh đến từ cho cả hai đội tuyển nó được chia ra. Nếu như những cái điểm mạnh của bên phía xung quanh đó chính là những tình huống macro có được nhiều lợi thế, thì cái sức mạnh đến từ bên phía của Jindong đó chính là những tình huống ép giao tranh. Và lần này vòng xoáy không gian một lần nữa đang được tận dụng. Nhưng không thể được, Canavi đã có mặt ở đây rồi. Pha thi đấu vừa rồi là pha thi đấu mà Hope có được điểm hạ gục nha. Trong cái bối cảnh là anh ta đang bị thiếu đồ, thiếu tiền, thì những cái điểm hạ gục rất quan trọng ở trong cái bối cảnh này dành cho Hope. Anh ta đang hướng tới món trang bị thứ ba là một cái vô cực kiếm, để coi sau tình huống giao tranh Baron tiếp theo thì anh ta có đủ cái lượng trang bị này không đây. Pha giao tranh tiếp theo là pha giao tranh mà chúng ta có thể thấy là cái lượng tài nguyên tốc biến đã bị mất đi rất nhiều đến từ cho cả hai đội tuyển. Thì đây sẽ là cái cơ hội để có thể tạo ra được những tình huống mở giao tranh đủ nhanh và đủ chấp nhoáng dành cho cả hai phía. Hiện tại chỉ còn có đúng một cái tốc biến ở trên bản đồ mà thôi, đó là chỗ của Buma Yoshi. Như vậy nó sẽ khá là khó cho anh Jindong, tại vì lúc đó thì cái độ hiệu quả của Yaga cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu như anh ta không Super Shuffle, không đẩy được Buma Yoshi về trong những tình huống mà xạ thủ của T1 bắn. Lượng sát thương của ta gây ra bây giờ là cực kỳ khủng khiếp, gác một đồ rưỡi so với lại Hope. Và T1 đang liên tục gửi thông điệp rằng chúng tôi có thể ăn Baron rất nhanh. Thông thường sẽ có một cái thế là kiểu như đẩy một cái đợt lính ở khu vực đường giữa, sau đó sử dụng cái vòng xoáy không gian của Faker chớp nhoáng vào xung quanh khu vực Hambaron, và đó sẽ là cái dịp rush Baron rất nhanh chóng. Hiện tại thì bên phía của T1 đang chờ, chiêu cuối của Faker đang chuẩn bị hồi lại, nhưng không có phép bổ trợ trừng phạt của Faker khi mà anh ta đang giữ cái tốc hành nha. Cái sách phép của anh ta là không biết có sử dụng được cái trừng phạt hay không đây. Rồi, bắt đầu có nhịp tấn công Baron rồi. Họ ăn không cần Buma Yoshi, họ đang để Buma Yoshi làm chim mồi, bởi vì đang diễn, đang diễn của họ vẫn đầy đủ. Bây giờ Jindong tiến vào thì tôi nghĩ đã quá trễ rồi. Buma đang chặn đối phương lại, và cả một tình huống thả chiêu cuối của Keria Baron đã có T1. Canavi dùng chiêu cuối để chạy, và vòng xoáy không gian này là để rút lui. T1 đánh rất chắc chắn, họ muốn bảo toàn. Canavi đã nằm xuống đầu chim. Một pha mà anh ta rướng vào khu vực bẫy chim.
Gao. Gia Gao đang phải chạy bộ, phải cơ chạy thẳng vào giữa đôi em của Zinho của ta bấm đồng hồ. Nói thương tôi. A69 anh tới bên hình A6, nhưng Faker đã có được điểm hạ gục. Còn A69 thấy mình lạc giữa vòng vây của T1, anh ta hóa vàng. Thực sự sẽ đi thẳng xuống đáy xã hội với pha cách sạch này. T1 sẽ vươn lên dẫn trước 2-1 trong cặp đôi năm. Đó tiếp tục là những cái ý tưởng mở Baron rất quyết đoán đến từ bên phía của Thiên Quân. Họ không cần người chơi xạ thủ mạnh nhất của mình. Họ để cho Gumayushi đóng vai diễn ở khu vực giữa và câu được một khoảng thời gian không hề ngắn. Jindong Gaming biết đối phương Baron thì đã trễ. Và hãy nhìn vào những cái pha shot con vừa rồi con phía Thiên Quân kìa. Mang lại rất nhiều lợi thế dành cho phía của Thiên Quân và ván thi đấu này đã thuộc về họ. Một mình Kanavi ở đây là không đủ năng lực để có thể phòng ngự. Có lẽ ở ván đấu sau sẽ phải có một lượt cũng dành cho con rai này. Một con rai đang giúp cho bên phía T1 có rất nhiều những đột biến trong giai đoạn giữa và sau của bán đấu với khả năng macro đến từ vòng xoáy không gian.